Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nhé. Ngày hôm nay thì đang đi gỡ chim mắt xéo trên bàn đánh này. Hôm nay thì cũng xin giới thiệu chọn bộ đồ đánh để cho anh em làm bắt được này. Về đánh con mắt xéo này thì chúng ta có thể là đánh chung cùng con chằng nghịch, con mắt đỏ được các bạn. Trên một khoang lưới 100 thì ví dụ đánh mắt đỏ và chằng nghịch, và đánh mắt xéo và chằng nghịch đấy, thì chúng ta đánh nó ok ấy. Đấy, còn bàn đánh thì đánh chạy thẳng bờ trục này. Đấy, mỗi cánh lưới em chạy là 100m các bạn. Đấy thì thấy nó cũng dính được mấy con. Hôm qua thời tiết về đêm nó chở gió bắc. Đối con chim này thì nó cứ phải theo phải gió lam, xương lặng lặng một chút này, nó đi nhiều anh ạ. Đây, mắt xéo đây. Đấy, lưới này thì đánh chung ba loại luôn anh em nhé. Đấy, mắt đỏ, chằng nghịch, mắt xéo, cả nước Ấn Độ chúng ta đánh được. Đấy, cái này rồi. Đó. Đó anh em. Đấy, còn là về loa đánh mắt xéo thì một toa. Đấy, toa thì chơi con loa bát nhôm này anh em này, và một loa chắc kèn bát kỳ 301. Đấy, âm ly đây anh em này, âm ly đây thì đây là dòng âm ly 263 này, thì chúng ta sẽ đánh được rất là nhiều loại, và con này chống chịu nước rất là tốt này. Loa chắc kèn thì em bịt miệng kiểu như thế này không bao giờ sợ bị chết cun. Toa, con này là con bát nhôm, con này thì chịu lắng mưa rất là tốt, thì đánh phơi trần ra được anh ạ. Đấy, con lưới này thì 4/8 sợi lưới 13, 5 dây 4 túi các bạn. Đây, đây là con cò treo cổ ở đây luôn. Đấy, cò lép khả năng đi nhiều anh ạ. Có lép đây anh em này. Đó. Đấy, có lép đây. Túi chim này. Qua gỡ được một nhịp thì được chắc chỉ được mười mấy con mắt xéo rồi nhỉ anh Thắng nhỉ. Con nó mới mưa không nhớ đi mạnh. Mưa chim này nó ít đi. Tối nay phang cò nhá. Tối nay để lưới đem phang cò cho. Đây là con gì này? Úi, chằng nghịch béo múp. Nó về lúc sáng. Làm nào được. Đây con mắt xéo dính nữa này anh em này. Lưới này đánh cò đâm ra bén nhỉ. Con lựa. Đây là con cò lép này anh em này. Mãi khái. Kéo chân thế mà lại chết rồi. Con nào? Con cò đấy á? Cò chết rồi à? Tí nhỉ? Thịt hết. Thịt chim chết cho người Tây ăn. Đấy, mắt xéo được Tây nó đúng chết nha. Không ăn. Nó rẻ. Ở thu đồ đòn thôi. Tôi mới khả năng chuyển sang đánh con cò anh ạ. Cò đi nhiều, đánh tối lấy vài ba chục cũng được tiền đấy. Cái bộ đồ này anh em nào có nhu cầu cần thì tham khảo vào số điện thoại để góc màn hình video nhé. Đấy, loa đài, âm ly, lưới. Rồi, anh em mua đồ thì hỗ trợ anh em tiếng đánh. Đây là chào các bác ạ.